Hello anh em, Tám Bóng TV đây. Chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Hôm nay chúng ta hãy cùng đến với cuộc đọ sức giữa Brighton và Brentford diễn ra vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 1 tháng 4 trên sân vận động Palmer của đội chủ nhà. Sau trận thua 0-1 trước Fulham, Brighton đã lấy lại phong độ của mình với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Nếu nhìn lại toàn bộ những trận đấu đã qua, Brighton đã có mùa giải thành công ngoài mong đợi. Họ có được 11 chiến thắng, 5 trận hòa và 7 trận thua sau 23 trận đã đấu. Với kết quả này, Chim Móng Biển tạm thời xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng và dù thi đấu ít hơn 3 trận nhưng chỉ còn kém nhóm dự cúp châu Âu có 7 điểm. Phong độ bay cao của đội bóng này là nhờ vào sự thăng hoa của hàng công. Các tiền đạo của đội bóng này đã có 46 lần nổ súng ở mùa giải năm nay. Cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất của Chim Móng Biển là Solly Marsh, người đã có 7 pha lập công và 4 kiến tạo ở mùa giải năm nay. Ngoài ra, người hâm mộ có thể đặt niềm tin vào cái tên Mark Allister. Cầu thủ này cũng đã có 7 lần lập công cho câu lạc bộ chủ quản. Brentford đã có một mùa giải thăng hoa khi đang xếp ở vị trí thứ 8 và chỉ còn thua nhóm có suất dự cúp châu Âu 3 điểm. Đội bóng này có hàng công khá ổn định với 3 lần nổ súng, hơn đội bóng đang đứng thứ 3 là Man United 2 bàn thắng. Hàng thủ thi đấu cũng không đến nỗi nào khi để thua 34 bàn sau 26 trận đã đấu, con số còn tốt hơn cả Man United và Tottenham. Tiền đạo Ivan Toney vẫn đang là đầu ra bàn thắng số 1 của Brentford khi đã có tới 16 lần lập công cùng 4 lần kiến tạo cho đội bóng chủ quản. Mathias Jensen đang dần khẳng định vai trò của mình trong hệ thống của Brentford khi đã sở hữu 5 bàn thắng và 4 lần dọn cỗ cho các đồng đội. Ngoài ra, khán giả có thể đặt niềm tin vào Mbeumo, cầu thủ đã có 5 lần tự điền tên lên bảng tỷ số. Mức chấp mà nhà cái đưa ra là Brighton trừ 0.75. Anh em nên cân nhắc trước khi đi Brighton handicap khi cả hai đội không quá chênh lệch về nhân sự và phong độ. Còn về tỷ lệ tài xỉu, nhà cái đưa ra con số 2.5 dành cho trận đấu này. Khán giả hoàn toàn có thể trông chờ vào một cơn mưa bàn thắng khi cả hai đội đều sở hữu lối chơi tấn công phóng khoáng. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tám Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.